À, xin chào tất cả mọi người. À, mọi người đã sẵn sàng bước vào cái buổi thứ ba chưa cả nhà? Nếu như có rồi thì mọi người cho thấy một cái tín hiệu nào đó đi ha. Chào bạn Lê Anh nè. Không biết là các anh chị đã thực sự là mình mong muốn để vào cái Zoom này để mình học một cái bí kíp gì đó để mà mình có những cái video mà bán hàng hay chưa? À, nếu như mà anh chị nào mà thực sự vào cái video này rồi thì nó chắc chắn là nó không phải là lý thuyết, không phải là chúng ta nghe qua rồi bên này là nó chạy qua bên kia nó sẽ mất, mà là các anh chị hãy ngồi thẳng lưng lên, các anh chị ngồi thẳng lưng lên và chúng ta bắt đầu sẵn sàng có một cái quyển tập, hoặc là ít nhất các anh chị sẽ có một cái thiết bị thứ hai để các anh chị thực chiến cùng với thế. Chứ thực ra nếu như các chị học làm video mà các anh chị ngồi, các anh chị nằm thì chắc chắn rằng các anh chị sẽ rất là phí một cái buổi ngày hôm nay. Và đây là một cái chương trình được thiết kế và Thí sẽ đồng hành cùng Orifarmed cũng như là Nesgo luôn cả anh chị trong vòng 1 tháng. Và nhắc lại chương trình là chúng ta sẽ tìm ra hai người thật sự, hai người cho mỗi nhãn hàng, có nghĩa là bây giờ tới bốn nhãn hàng là các bốn người là các anh chị để thì có thể cost một một cho các anh chị sau tháng 1 là mình sẽ có thêm một cái tháng 2 nữa để mọi người có thể là xây dựng được một cái rờ pha rất là chuẩn xịn cho mình ha, bên cạnh những cái video. Và vì sao mà thì chọn cái cách là mình làm video để mình kinh doanh online, nếu như ai đó chọn một cái cách dễ dàng là chúng ta tìm một cái cách là mình đi sao chép của người khác, hoặc là mình chỉ viết content bằng cái ngôn từ, bằng cái từ ngữ của mình thôi mà nó không có những cái hình ảnh bắt mắt, nó không có những cái video gây ấn tượng thì các chị sẽ rất là nhạt nhòa như bao người ha. Cho nên nếu như mà chúng ta làm những cái điều mà khác biệt, khó khăn hơn một chút xíu nhưng mà cái đường của các chị đi sau này nó sẽ thênh thang hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Chọn cái con đường dễ lúc đầu thì chắc chắn rằng khúc sau các chị sẽ bị cạnh tranh rất nhiều với những người tương tự như mình. Rồi nếu như anh chị làm khác biệt một chút xíu thì các anh chị sẽ rất là khác luôn ha. Và thì sẽ cho mọi người những cái lý do để mọi người có động lực hơn để làm ha. Và thì cũng hy vọng rằng phòng Zoom của chúng ta bây giờ là 107 người và các anh chị hãy 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 sẵn sàng để chúng ta bật dậy và chúng ta học ngày hôm nay. Và thì tin chắc rằng các anh chị sẽ không buồn ngủ nếu như các anh chị đam mê làm video các anh chị ha. Và thì sẽ cố gắng để mà mình hướng dẫn thật kỹ, thật chậm cho các chị nha. Rồi chúng ta có một cuộc khảo sát chút xíu trong phòng Zoom của chúng ta, ai là người đầu tiên vào cái buổi hôm nay cho thí số 0. 2 buổi trước các chị chưa học, buổi của NetGo các chị chưa học. Nếu như tính 2 buổi của Men và 1 buổi của NetGo là tới 3 buổi là thí đã đào tạo content rồi. Nếu như các chị học rồi chắc chắn rằng các chị sẽ có ít nhất 3 cái video đã chuẩn xịn rồi đó, các chị xịn dần lên rồi đó. Rồi rất là nhiều những cái con số 0. Vậy ai cảm nhận được cái chương trình mà thí đã đào tạo trong 3 buổi kia, 2 buổi men và 1 buổi Nesgo, các chị cảm thấy rằng nó rất là có giá trị và mình đã tốt hơn so với lại lúc mà mình chưa được học thì các anh chị cho thí số 1 các anh chị. Rất nhiều số 0 luôn. Vậy là bữa đầu tiên rồi, những cái con số 0 này chắc chắn là phải học lại buổi 1 và buổi 2. Nếu không thì các anh chị sẽ không theo kịp cái buổi số 3 đâu. Tại 2 buổi đầu là cái buổi kiến thức và buổi thứ 3 này sẽ là video câu tương tác các anh chị. Facebook của các anh chị mà không nhộn nhịp, mà không có tương tác thì cái Facebook đó sẽ là một cái shop mà không có ai đến, không có gì để thu hút khách hàng. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái shop online mang tên của chính mình. Thì chúng ta phải làm cho nó nhộn nhịp lên, nó tinh tế hơn, và làm sao mỗi khi mà người ta bước vào cái trang Facebook của mình á, người ta cảm thấy rằng nó có giá trị các anh chị. Chứ không phải là mình không có cái gì để cho người ta xem hết, đúng không? Tiếp thu là số 1, rất nhiều những cái con số 1 sau đó đúng không ạ? Năm tuần vừa rồi là tới hơn 200 người các anh chị. Nhưng mà số người làm bài tập á thì nó như là cũng đâu đó trên đầu ngón tay, thế là thấy thấy là đâu đó trên đầu ngón tay, nhưng những người chịu làm là rất là khác biệt. Vì sao các anh chị vào mà các anh chị không làm, các anh chị cho thấy lý do đi các anh chị. Lý do 2 tuần trước, 2 tuần trước đã học rồi nhưng mà không làm vì lý do gì ạ? Thấy không, mong Zoom của mình đông nhưng mà nó không có kết quả đâu các anh chị. Và mỗi một cái người mà đã vào Zoom của thấy rồi thì là thực chiến, không phải là lý thuyết suông. Cho nên thấy rất là hy vọng là các anh chị dù có làm nó không được tốt, dù các anh chị có đọc đi nữa nhưng mà các anh chị cũng làm, các chị làm, các anh chị nộp bài tập lên thì các anh chị sẽ thấy rằng cái lần đầu tiên và cái lần thứ hai, chỉ 2 lần thôi, lần đầu và lần thứ hai là các chị đã khác rồi ha. Em chưa có học đúng không, em chưa có học thì bây giờ nhờ host
nhờ ekip sẽ gửi hai cái đường link, cái bài tập 1 và 2, không, hai cái record mà mình của khóa 1 và khóa 2 gửi lên đây và các anh chị lưu lại. Nếu như các anh chị cam kết học thì Thúy mới cam kết để cho các anh chị có kết quả nha các anh chị nha. Đã làm nhưng chưa được tương tác nhiều. Các anh chị khi mà mình đang làm một cái công việc gì đó mà mình chuyển qua một cái công việc khác, chắc chắn rằng là các anh chị phải để cho khách hàng và người thân của mình có thời gian để theo dõi các anh chị. Không ai mà mới đầu vô bot cái đầu tiên là có rất nhiều tương tác. Thì đầu tiên thì cũng có không ai tương tác, hoặc một hai cái like, ba hai ba ba cái like, 10 cái like, nó rất là ít. Nhưng mà chúng ta cứ làm những cái điều đó nó rất là đều đặn, rồi dần dần các anh chị mới có cái kết quả. Cho nên sẽ có những ngày các anh chị sẽ cảm thấy chùng bước gì vì mình post bài mà không ai lao. Nhưng mà thử đi, các chị cứ cố gắng mỗi ngày, đều đặn, nó tăng cái lượt like lên thì các anh chị mới có được cái khách hàng ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái câu chuyện. Nãy giờ thì mọi người cũng đã biết rồi, men vi sinh nó là làm gì rồi. Men vi sinh nó để nó xuất hiện trên đời này, nó để hỗ trợ cho cái vấn đề gì rồi. Như mọi người nghe là em Vi nè, em Trang đã chia sẻ rồi, hai bạn học rất là chăm ở trong cái Zoom của Thí và làm video hả. Trang là một, Thí gọi là một nhân tố luôn các anh chị, một nhân tố làm video luôn. Em lên hình rất là chỉnh chu, một lát Thí cho các anh chị coi một người mà chưa làm video mà đã làm video tốt đến cỡ nào. Trang ở Trang Thí ghi nhận ở một cái điều gì này, em rất là sáng tạo trong mỗi một cái nội dung, mặc dù là làm theo cái cốt của Thí, cái lõi của Thí, nhưng từng cái đưa tay của anh ấy, của bạn là xuất hiện một cái sản phẩm gì, xuất hiện một cái gì là em đã áp dụng rất là triệt để ha. Để một tí Thí sẽ cho mọi người coi nha. Em thật sự á, em giỡn giỡn, rất là giỡn giỡn luôn chị, em giỡn, em rất là thân thiện. Nhưng mà đối với em làm một cái việc gì đó hay là làm là phải ra làm. Chứ nếu mà làm chơi chơi, em chẳng thà là cái Zoom 10 người cũng được, 20 người cũng được, em sẽ vẫn nhiệt, vẫn cháy hết mình trong cái công 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 cuộc của mình. Nhưng mà em phải phải có cái kết quả. Rồi ok, thế chia sẻ cho mọi người nè cái lý do vì sao mà Thích thích làm video đến như vậy ha. Một số cái thành quả nè, đây là cái bài tập của năm năm cái bài tập mà Thí đã chia sẻ trên đó. Nếu anh chị nào làm được hết năm bài tập này, cho Thí một cái số 1.000 đi các anh chị, để Thí tuyên dương cái bạn nào đó đã làm đủ số cái bài tập này trong một tuần vừa qua các anh chị. Thí thấy có người rồi đó, nhưng mà bạn nào Thí quên rồi, biết tên biết phải Trang không hay là ai ta, ai làm đủ, hoặc là ai làm được 4 bài thì ghi số 4, ai được làm được 5 bài ghi số 5, 3 bài thì ghi số 3, làm được bao nhiêu bài cho Thí một cái con số nào đó. Rồi một số kết quả mà Thí đạt được khi mà Thí bắt đầu yêu thích làm cái video. Thứ nhất là cái giải nhất của Nhân Sâm Canada, Nhân Sâm CND. Cái thứ hai là cái giải ba của Nesgo. Cái dưới này là cái giải giải ba của TH Health. Đây là cái giải nhất của Men Vi Sinh. Và mới vừa đây luôn, Thí báo cho mọi người một cái tin vui để mọi người có thể chia vui cùng với Thí. Đó là Thí tham gia vào cái chương trình quay video cùng với nhãn hàng Qoo10. Mọi người đã tham gia được 20 ngày rồi thì Thí mới bắt đầu chơi. Và Thí chơi á, thì là Thí chỉ còn có 2 giờ nữa thôi, là 2 ngày nữa thôi là nó kết thúc cái cuộc chơi rồi. Tuy nhiên là đối với Thí, Thí rất là thích thử thách. Và khi mà mình làm chậm như vậy, nhưng mà cũng có nhiều anh chị chơi đã chơi trước đó rồi, chơi 20 ngày rồi, nhưng mà mình chỉ còn có 2 ngày nữa mình chơi, có nghĩa là mình úp ép người khác rồi đó. Thì rất là may, các anh chị cũng nói chung là cũng có một cái may mắn là cái video của mình đã đạt được cái giải nhì và mình trúng được một cái nồi chiên không dầu trị giá là 5,9 triệu ha. Và một cái video này cũng là cái kịch bản của Thí luôn, để diễn cùng với em Thanh Thức này, thì em cũng đạt được một cái giải khuyến khích là một cái bàn chải sống âm trị giá 1,850,000 đó. Mọi người thấy không, chúng ta làm video và chúng ta bán hàng, và qua những cái video này Thanh Thức bán được cái máy ép Qoo10 các anh chị, và Thí cũng bán được nồi chiên không dầu các anh chị đó. Thì các anh chị thấy không, đó là cái cách mà mình làm video marketing để làm sao các chị làm tất cả mọi cách để giữ chân được khách hàng trong
bài post của mình đó. Thì cho nên nếu như các anh chị không đa dạng được cái nội dung của mình, đa dạng được cái hình thức content của mình, thì các anh chị rất là khó giữ chân của người khác. Cho nên có thể có những các anh chị thôi tôi không biết làm video đâu, nhưng mà các chị sẽ làm từ những cái điều nó đơn giản nhất mà Thí đã chỉ ở cái buổi 1 và buổi 2, thì các chị sẽ thấy làm video nó không hề khó chút nào khi chúng ta có công cụ nha. Rồi tiếp theo là vì sao mà chúng ta chọn nên làm cái video marketing, các anh chị, là xu hướng khách hàng là chuộng xem video hơn là đọc chữ. Video có nhiều cái hiệu ứng để giữ chân người xem. Và cuối cùng là chúng ta mong điều gì, các anh chị? Các chị mong điều gì? Nguyên ngày hôm nay rất là bận rộn với cái lịch đào tạo, nhưng mọi người thấy cái bán hàng nào mọi người, từ cái video mà thí chia sẻ về cái bước đi của mình thôi, cái hiệu ứng ở trên Facebook á, để lát tí cho mọi người xem, thì cái chị này chỉ nhìn thấy, chị thấy được mình mặc cái áo có cái eo nhỏ, chị tự động nhắn tin với mình: dạo này muốn ganh tị với em ghê luôn, quá xinh, chắc là ông bạn già của chị ngày càng mê em. Đây là bạn này là bạn bạn của ông xã đó, thì mình cũng nói là cười cười, cũng mê vừa vừa thôi. Còn còn em thì ganh tị vì chịu được ông xã đưa đi nhiều nơi. Có nghĩa là các chị phải khéo léo trong từng cái lời của mình. Người ta khen mình phải tìm một cái cách để mình khen lại người ta, thấy chị không? Mà rõ ràng là ông xã của chị rất là yêu chị và đưa chị đi chơi du lịch ở nhiều nơi, mình khen là khen thực tế và có rõ ràng nha các anh chị. Và thế là khi mà chị thi tư vấn á, thi biết chị này từ lâu rồi, tại vì mình để ý mà chị đi tập yoga, nhưng mà yoga thì nó không thể nào giảm được cái eo và cái cân nặng của mình được các anh chị. Mình phải dùng rất là nhiều, nói chung mình phải tập nặng hơn hoặc là mình phải có cái chế độ hợp lý. Và khi hồi trước này cái chị này chỉ thích về những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ về sức khỏe một cách tự nhiên đó, cho nên là mình hướng chị đó vô cái men vi sinh mà nó đào thải mỡ thì chị cực kỳ thích. Và thế là thí chốt một cái là không, thì bán không bán 4 hộp nữa, thì bán 5 hộp luôn, giống như Phan Thí không biết có trong đây không, là thí bán 5 hộp. 5 hộp là thí tính ra 6, nếu như 4 hộp trong 21 ngày thì nó lại còn nó bị thiếu, nhưng mà 5 hộp thì nó dư ra, thì cái dư đó nó sẽ uống thêm vào những ngày mà chị đi tiệc tùng chẳng hạn đó, thì thí bán một cái combo của nó là 5 ngày 5 hộp đó, mọi người thấy không? Bên đây lại là một cái đơn khác nữa, là từ sáng tới giờ là thí bán được 3 đơn. Ba đơn là 14 hộp các anh chị đó, thì các anh chị thấy không, là mỗi một cái người nè, và tiếp chốt một cái khóa học Kung Fu đại lý luôn nè, rồi đơn hàng nè, Trần Thị Vân nè, chị Hạnh Bình Chánh, Hồng Thanh Lê, có nghĩa là ba đơn này là ba cái người khác nhau, các anh chị thấy không, là ba cái khách hàng rồi đó, và những cái khách hàng này là khách hàng cực kỳ tiềm năng đó. Rồi rất nhiều những cái khách hàng đã đến từ những cái video của Thí đó, mọi người thấy không, hỏi thăm nè, cái đó uống sao bạn, tư vấn tôi đi, giới thiệu coi, có nghĩa là từ cái video của mình và họ bị kích thích và họ họ sẽ nhắn tin chủ động để hỏi mình, thì khi đó các chị trên cơ người ta rồi, các anh chị không phải đi tìm kiếm khách hàng nữa mà các chị tự hút khách hàng về phía mình. Vậy cái điều đó là tuyệt vời không các chị, cho thấy một cái comment đi, các chị có thấy điều đó là điều mà các chị đang tìm kiếm không ạ? Hay là chúng ta đang mãi mê đi tìm kiếm một cái điều gì đó mà chúng ta đi rất là dưới cơ khách hàng, chúng ta bị, có nghĩa là khi mà các chị làm được video mỗi ngày, các chị nhá một cái thông tin về cái sản phẩm của mình, mỗi ngày các chị nhá một cái thứ gì đó liên quan tới cái sản phẩm của mình, có những cái video thì không hề đề cập đến sản phẩm như những cái video tương tác gần đây, mình đi vậy thôi, mình mặc đồ đẹp mình đi vậy thôi, là tự nhiên là cũng đánh động vào cái việc là những cái người khác người ta đang béo và người ta muốn giống như mình, được không các anh chị? Đó rồi, đó là cái cách mà thấy làm các anh chị ha. Rồi, vậy mình nói sơ một chút xíu đi mọi người, men vi sinh là gì, và vì sao các chị vào cái Zoom này, các chị chọn cái men vi sinh làm một cái sản phẩm chiến lược, như là em Trang, như là em Vi, như là em Phan Thí và rất rất nhiều những cái anh chị best seller của men vi sinh, mà Thiên Thư nói cái cuộc đời của Thiên chưa có cái thấy cái nào nó dễ bán như men vi sinh, và nó cái khách hàng nó rộng từ sơ sinh cho tới người già luôn đều sử dụng men vi sinh. Và khi nếu như các chị chọn những cái sản phẩm chủ lực của mình là chăm sóc sức khỏe thì các anh chị đừng bỏ qua cái men vi sinh, các anh chị, tất cả mọi thứ sức khỏe của chúng ta bắt xuất phát từ hệ vi sinh đường ruột, từ cái bộ não thứ hai của cơ thể, đó là cái hệ tiêu hóa. Mà khi các chị làm cho cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thu tốt, các anh chị cho
ba mẹ, người thân hay là khách hàng của mình sử dụng cái dưỡng chất dinh dưỡng nào trong đó nó cũng hấp thụ hết. À, còn nếu như cái đường ruột của mình không được khỏe mạnh mà các anh chị cho hấp thụ, các anh chị bỏ vô rất là nhiều những cái dinh dưỡng thì nó làm đè nặng lên cái sức nặng, cái trách nhiệm lên cái bao tử của mình, cái hệ tiêu hóa của mình, thì nó mệt thêm thôi các anh chị, nó mệt rồi nó ảnh hưởng liên đới tới gan nữa, cho nên nó rất là mệt mỏi. Cho nên nếu như ai mà có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì các anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ rất là khỏe, 70-80% sức khỏe của mình nó quyết định từ của cái hệ tiêu hóa ha. Rồi vậy cái đối tượng của cái men vi sinh này là ai? Có hai đối tượng mà các anh chị cần quan tâm để các anh chị biết, đó là người mà có bệnh lý về hệ tiêu hóa rồi, ví dụ như là viêm ruột, tiêu chảy, táo bón, thiếu dịch vị, bất dung nạp với đường lacto, hội chứng ruột rò ruột, hội chứng kích thích và chứng loạn khuẩn, có nghĩa là những cái biểu hiện bệnh lý nặng của hệ tiêu hóa rồi, thì chúng ta bắt buộc rằng là chúng ta phải giải quyết liền, đúng không? Và khi các chị đi đi mua thuốc hay đi bệnh viện thì bác sĩ sẽ can thiệp, thứ nhất là men tiêu hóa, hai là men vi sinh. Nhưng mà để có được cái men vi sinh mà nó thật sự nó hiệu quả một cách nhanh chóng thì không phải là cái men vi sinh nào cũng đem lại được cái hiệu quả đó. Rồi cái thứ hai là những người mà muốn chăm sóc sức khỏe của mình một cách chủ động, đó là người muốn tăng cường cái hệ miễn dịch, tiêu hóa, hấp thu, thải độc, thuốc, ngăn nhiễm khuẩn, chuyển hóa, giảm cân hay tăng cân, tăng cường sức khỏe. Đó là những cái người mà họ không chờ họ tới bệnh rồi họ mới chịu uống các anh chị, và họ sẽ chăm sóc sức khỏe của họ thường ngày, mỗi ngày. Thay vì ví dụ như các chị đợi có bệnh lý các chị phải sử dụng cái lắc lên một ngày bộ mà 6 gói, nhưng mà nếu như các chị chăm sóc sức khỏe cho mình một cách chủ động thì một ngày 1-2 gói thì các chị đã ổn rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta không chăm sóc dàn trải ra mỗi ngày thì đến một lúc nào đó chúng ta phải buộc phải sử dụng nó gấp nhiều lần như thế, nhưng mà có một khoảng thời gian là chúng ta đã bạc đãi với cả cơ thể của mình rồi ha. Rồi đối tượng thì mênh mông mà bao la, những người bị tiêu chảy, những bà bầu mà bị bón, những cái người bị uống rượu bia nhiều, và những cái người bị bệnh nè, rồi những em bé mà biếng ăn, những em bé bị bón, những em bé bị còi cọc, và những cái người già cần chăm sóc và hồi phục sức khỏe. Cho nên là men vi sinh nào cũng rất là nhiều những cái đối tượng luôn. Và vì sao mà ngày càng thấy càng yêu thích men vi sinh và đội nhóm của mình chọn làm sản phẩm chủ lực là gì? Nói chung là mình cảm thấy rất tự hào, và có một cái nữa là gì, khi mà mọi người bán mọi người yên tâm vô cùng luôn á. Ví dụ như những hai cái người mà ba người khách mà hôm nay có một người á các chị là Thúy đã tặng cái men vi sinh cho họ, cái hộp hộp lẻ 7 ngày của Lắc Liên á, là khi Thúy hỏi tìm hiểu thì có ông xã của chị đó là uống rượu bia nhiều và rất là thường xuyên bị đau bụng ha, bị đau bụng, bị này bị kia, thì Thúy mới gửi tặng 7 gói các chị, không chỉ cần 7 gói thôi là nó đã có cái tác dụng, và chị tự nhắn tin kêu Thúy hỏi thăm là cái men vi sinh cái hộp đó bao nhiêu một hộp, và Thúy chốt 5 hộp 30 gói đó, các chị thấy không đó. Cho nên có cái sản phẩm mà khi mà chúng ta cho họ trải nghiệm đó, nó rất là dễ để quay đầu có được đơn hàng các anh chị ha. Rồi, và một cái đối tượng mà một cái dự án đang mở ra và rất là thành công, đó là cái dự án 21 ngày giảm cân và 28 ngày tăng cân. Thì men vi sinh nó có thể giúp tăng cân và nó giúp giảm cân là vì sao các anh chị? Đó là nó làm khỏe cho hệ vi sinh đường ruột, và lúc đó cái đường ruột, cái bộ phận tiêu hóa của mình nó làm tốt cái chức năng đào thải và hấp thụ. Vì vậy là chúng ta không có cái chuyện là chúng ta sẽ tăng cân quá mức hay là giảm cân một cách quá đà gì đâu. Và nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng một cách cân bằng, và chỉ cần thay đổi một cái chế độ một chút xíu, một cái dinh dưỡng một chút xíu trong cái cẩm nang mà anh Vinh đã thiết kế luôn thì mọi người sẽ có được một cơ thể như ý muốn. Ví dụ như thế nè, thế là không có cái tăng cân các anh chị, nhưng mà bụng to thì có nha. Và từ nhỏ cho tới lớn thì chưa bao giờ vượt cái mức gọi là 48 kg, chỉ khi có bầu hai bé thì thật khỏi nói rồi ha, rồi sau đó sinh xong là nó quay trở lại 47 48 kg, và thì rất là mong mỏi mình được tăng lên 50 kg, 51 kg, mình vì mình 1m6 mà, cho nên mình tăng lên mình sẽ thấy người mình nó mềm mại hơn.
đó, mà không tăng được các chị ăn uống như thế nào không hấp thụ à, nhưng mà thời gian gần đây thì Thí đã tăng được 3 cân rồi, Thí gần 51 kg rồi à, và Thí cái dáng của Thí là bây giờ Thí cảm thấy rằng nó cũng đã ok rồi mọi người, chứ không phải như hồi trước à, nó cứ gầy gầy nó như thế nào người mình cứ xương xương á, mình chẳng thích đó. Cho nên cái đó là cái cách mà ăn uống một cách cân bằng, hấp thụ đủ cái dinh dưỡng cần thiết, chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái vóc dáng thật sự cân đối nha. Rồi, nguồn gốc thì vô cùng rõ ràng rồi, nguồn gốc nó từng viện à, từ viện Cell Biotech của Hàn Quốc được ra đời vào năm 1995 à, là một cái viện nghiên cứu có 300 nhà nghiên cứu và người ta chỉ nghiên cứu đúng cái men vi sinh và sản xuất cái men vi sinh thôi. À, sản lượng xuất khẩu thì à, đã là số 1 của Hàn Quốc, chiếm 50% tổng sản lượng xuất khẩu ra khỏi Hàn Quốc, à, xuất khẩu đến 40 quốc gia khác nhau. À, và khi mà các chị thấy cái chỗ này là cái tự hào nè, trên mỗi một cái vỏ hộp nó đều có chữ Dulux không chị? Đó là cái công nghệ bao kép thế hệ thứ tư các chị ha. Và tất cả những cái sản phẩm khác không có cái chữ này. Và cái công nghệ thứ tư là công nghệ mới nhất và nó bảo vệ được lợi khuẩn an toàn cho tới ruột non tới hơn 90%. Và công thức chủng độc quyền là nó có ngân hàng riêng để lưu giữ những cái chủng độc quyền, và những cái chủng này là những cái chủng lấy từ ruột của người nha các chị ha. À, và tất cả mọi thứ nó đều à, sản xuất trong cùng một cái cửa và ra cùng một cái cửa, và đạt cái giải thưởng thương hiệu Hàn Quốc đại diện cho một à, quốc gia à, xuất khẩu men vi sinh là lần thứ 3 của chính phủ Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 12 năm 1921. Và những 6 cái à, chứng nhận ở dưới đây là toàn những cái chứng nhận có tính chất toàn cầu. Rồi, công nghệ dẫn đầu như Thí vừa nói rồi à, như Yaowa, Yakult thì khỏi nói, đó là cái thế hệ đầu tiên và tỷ lệ sống sót của lợi khuẩn nó chỉ có 10 đến 30% thôi, nó chết dần rồi các anh chị. Và thế hệ thứ ba là nó là của một cái loại của Nhật Bản là Bifina, thì tỷ lệ sống sót của nó là 70 đến 80%. À, thì cái có sản phẩm của mình á thì cái của Bifina này là nhất thế giới các anh chị à, nhưng mà của mình rồi thì là một cái bước tiến rất là nhỏ giọt. Cho nên nếu như các anh chị thấy rõ những người nào mà đang bị vấn đề về bao tử à, thì sẽ thấy rất rõ ràng những người bị bón lâu hay những cái người bị trào ngược, bị hội chứng ruột kích thích, hoặc là đang tự nhiên ăn uống như thế nào đau bụng rất là đau bụng. Nhưng ngày hôm qua là Thí giải quyết một cái ca rất là đau bụng à, chị đó không biết, nhưng mà chị đó sử dụng men vi sinh là để giảm cân à, nhưng mà chị chưa có biết là mình ngậm cái này có thể hết đau bụng, mặc dù là chị bị te re luôn á. Xong rồi cuối cùng là chị ngậm 2 gói thôi là nó hết liền, nó hết liền trong vòng vài phút sau đó luôn các chị. Cho nên là cái lượng mà lợi khuẩn trong cái một cái gói lắc lin của mình cực kỳ cao, hoặc là một cái gói bio rồi lắc cũng cũng rất là nhanh luôn ha. Ok, chất lượng thì khỏi nói rồi, chất lượng thì mọi người tự nói đi, mọi người comment đi, rồi có trong hệ thống kênh bệnh viện nè, các bệnh viện và chuỗi nhà thuốc rất là nhiều rồi ha. Và chúng ta có 4 sản phẩm như thế này, 4 sản phẩm à, thứ nhất là bio à, thứ nhất là Rimiro bé bé là dành cho bé từ 0 cho đến 2 tuổi à, Kit lắc là dùng cho bé từ 0 cho đến 3 tuổi, bio Rolac dành cho những em bé biết nhai, và lắc Lingon là dành cho những người mà muốn giảm cân, tăng cân, và những người có biểu hiện à, rõ ràng về cái hệ tiêu hóa của mình nó không khỏe rồi các anh chị nha. Đó thì đó là 4 sản phẩm hôm nay chúng ta sẽ nói qua thôi, và các anh chị đã có những cái video khác thì các anh chị sẽ học kỹ thêm à, và một cái lời khuyên dành cho các anh chị, khi các anh chị muốn bán cái sản phẩm này thì các anh chị nên trải nghiệm cái sản phẩm để mình có cái trải nghiệm tuyệt vời mình trước khi bán à, bất kỳ cái sản phẩm nào cũng vậy, các anh chị muốn kinh doanh mà các anh chị không trải nghiệm thì các anh chị sẽ nói cái kiểu như mình không có được tự tin các anh chị, và mình không nói bằng tình yêu của sản phẩm, cho nên các anh chị rất là khó chốt đơn nha à, cho nên cái gì cũng vậy, hãy tự tin mạnh dạng để giải quyết vấn đề cho chính mình đi. Và Thí tin rằng trong gia đình của các chị phải có ít nhất một người đang có vấn đề về hệ tiêu hóa, không bé thì trẻ, trẻ thì già cũng sẽ có, và các chị hãy trải nghiệm để có được những cái trải nghiệm tuyệt vời từ phía mình thì các anh chị à, mới bắt đầu được nha. Rồi, ok. Và cái chương trình khuyến mãi của ngày hôm nay thì một lát nữa mọi người ngoài cái chương trình tích lũy tháng và tích lũy quý á, thì mọi người sẽ có cái chương trình như thế này. Bây giờ là mình sẽ có cái khuyến mãi từ tới ngày 31 tháng 1 luôn, là cứ mua 2 hộp bio, 2 hộp rim rồ bé bé, 2 hộp kit lắc, 4 hộp kit lắc, 1 combo 21 ngày giảm cân thì được tặng
một hộp kit lắc 60 gói luôn các anh chị. Cái này là nếu như mà các anh chị tính tính theo cái dạng như là các anh chị được trừ cái chiết khấu của đại lý ra là các anh chị mua một tặng một luôn á, quá trời hời luôn. Và chỉ áp dụng cho tới trong tháng 1 thôi, là hôm nay là nhà cung cấp thấy chơi lớn, hôm trước thì cứ cứ có một ngày thôi các anh chị chơi lớn nè, là cơ hội để các anh chị trải nghiệm sản phẩm á, rồi lị tích lũy theo tháng. À, tích lũy theo tháng thì cứ 45 hộp thì rinh được một bao lì xì. À, và thấy là chắc là thấy được cái giải này nè mọi người. À, được 45 hộp nè. Và chương trình tích lũy quý thì cứ 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 mua via bio đồ lắc, rim rồ bé bé kích lắc lắc lên mà đạt được 150 hộp thì tặng ngay 5% trên giá trị sản phẩm. Hôm trước thì đã tính một lần rồi, nếu gom lại hết tất cả những giải thưởng này á thì các anh chị giống như các anh chị được chiết khấu khoảng 50% luôn á các anh chị. Rất là khủng khiếp đối với một cái nhãn hàng mà rất là dễ bán và đưa cho các anh chị sẵn sàng hy sinh trong cái giai đoạn đầu để các anh chị có cơ hội trải nghiệm, các anh chị có những cái phần quà để các anh chị đem đi tặng cho khách hàng ha. Rồi, ok. Rồi, ok, nội dung của ngày hôm nay. Ok chưa các anh chị? Sẵn sàng chưa ạ? À? Để thấy coi cái nãy giờ thấy không có đọc không? 5 hộp mới đủ, đúng rồi. Tuyệt vời ha. Đúng rồi, rất là tuyệt vời luôn. Ước mơ, ước được như thế hả? Mọi người đừng có ước, mọi người hãy làm đi. Thế nói thiệt với mọi người hôm nào á, ai mà muốn biết được cái video đầu tiên mà Thí lên Thí nói như thế nào á, và cái mặt của mình nó đơ như thế nào á, thì các anh chị nhắn tin đi, Thí gửi cho các anh chị để các anh chị có động lực mà các anh chị làm. Nó rầu vô cùng các anh chị, nói mà nói buồn ngủ chết được á. Nhưng mà Thí đã luyện rồi, bây giờ nói cái miệng không kéo da non. À, Thí tặng mấy gói men vi sinh, Thí tặng một hộp men vi sinh 7 gói á, mà hộp mẫu á. Thiệt chưa thấy nhãn hàng nào tặng nhiều như vậy luôn, mà tặng một cái khoảng thời gian từ bữa giờ mấy tháng rồi các anh chị. Mà tính ra không nói đâu, không biết là cái khoảng thời gian này á là nhãn hàng sống bằng cái gì luôn á. Cho nên là các anh chị tận dụng cơ hội thì nghĩ là qua Tết chắc hết khuyến mãi rồi đó. Rồi, ok nha, bây giờ mình sẽ vào nè. Cái này các anh chị đã được nhận chưa? Tuần rồi thì đã gửi tặng cho các anh chị 100 cái chủ đề để các anh chị viết được bài gợi ý, các anh chị viết bài trên trang cá nhân của mình nha. Rồi cái content là gì? Cái content là cái nội dung mà mình muốn truyền tải cho người xem. Ha, nhưng mà nó phải có cái tính chất là gây kích thích, gây tò mò, là những cái chủ đề khiến người khác quan tâm. À, nhưng mà nó phải tinh tế, hài hước, nó phải thể hiện một cách dễ hiểu, và nó có những cái trend thịnh hành nào đó mà trong cái bài post, cái content của mình. Cái bài content là những cái nội dung mà các chị muốn cho khách hàng xem, muốn cho những cái người bạn mình xem, muốn cho những người người ta dừng lại cái bài post của mình, người ta thả một cái like, người ta thả một cái comment đó. Nếu như ai chưa có thì hãy tham khảo nhiều những cái bài viết của những cái người mà mình cảm thấy nó hay đó các chị. À, các chị tham khảo, hoặc là các chị có thể tham khảo những cái bài viết ở trên trang cá nhân của Thúy ha. Và ai mong muốn để mà gia nhập vô trong cái team làm video marketing thì đừng có quên theo dõi cái Facebook của mình nha, tại vì mình sẽ post những cái bài tập ở trên đó đó mọi người. Hả? À. Rồi, mấy cái này thì đã dạy buổi 1, buổi 2 rồi, bây giờ mình nói lại thì những cái bạn mới sẽ ấy sẽ khó. Rồi, không biết là mọi người có ai bây giờ nói là cái này tạm đợi rất là lâu, mọi người chụp màn hình giùm thấy đi. Nếu như bây giờ không kịp á thì để thì cũng chụp hình lại xong rồi tải đúng 6 cái ứng dụng này: CapCut, Lightroom, Beauty Lust, Foodie, Canva, Putacam. Putacam là một cái app chủ bài, đố ai trong phòng Zoom biết nó để làm gì mọi người? Ai học rồi nói cho thấy biết Putacam giúp cho mọi người làm cái công cụ gì trong cái việc ghi video mọi người ha. CapCut là phần mềm chính, CapCut là phần mềm chính để chỉnh sửa video, Lightroom để chụp hình sản phẩm, Beautylus để giúp mình chụp hình đồ rất là đẹp, quay phim rất là đẹp, Foodie để chụp đồ ăn, Canva là để làm những cái poster có mẫu có sẵn. Rồi. À, và những cái bài tập về men vi sinh là Thí đã nói rất là nhiều rồi, và cái nội dung của những cái buổi trước là mình học cái gì? Thêm văn bản, thêm nhạc cho video.
thêm lớp phủ cho video, cắt những cái video bị thừa đi, rồi thêm giọng đọc cho văn bản, hiệu ứng chuyển tiếp qua cảnh, phụ đề tự động mà không phải ghi lại, quay video mà không cần nhớ kịch bản, vẫn nhìn lên nói một cách rõ rõ rõ, rồi tiêu đề cho video để tăng được cái hiệu ứng tương tác. Đó, thì đó là những cái nào. Thì mọi người bây giờ mình sẽ vào cái phần Puta Cam, em thấy nó mờ quá. Không mờ đâu mọi người. Đọc có tên chuẩn không cần thuộc bài, đúng rồi mọi người. Đây là những người đã học rồi nè. Rồi ok nha. Đó, Puta Cam nhớ là nhớ 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 là tải về nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây đi cái trang chính này. Chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để xem qua được các bài đăng của các bạn khác nhé. Đây hashtag nè. Ai đó đánh giùm Thúy lại cái chữ hashtag đi mọi người. Hashtag để mình tìm thấy nhau á. Để cho mọi người khác copy cái hashtag đây. Bạn Tùng Hường làm bài tập. Đó, cái video này là gì? Bạn này, bạn Bình ha, là nói còn đang chậm. Nhưng mà trong trường hợp chậm này, chúng ta có thể chuyển cái tốc độ đi nó nhanh hơn. Là chúng ta nói chậm, nhưng mà lúc mà một lát nó quy vào cấp cách là chúng ta sẽ chỉnh nhanh hơn chút xíu. Vẫn ok nha. Rồi, để cho mọi người đỡ buồn ngủ á, có nghĩa là người ta sẽ nghe cũng rõ ràng, nhưng mà phải nhanh, cái tốc độ nhanh hơn một chút nữa. Rồi, cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa nè mọi người, cái này là cái tiêu đề nè, sức khỏe đường ruột nè, quyết định sức khỏe của cơ thể, đây là cái tiêu đề, và cái chữ ở dưới này là cái phụ đề. Và chúng ta đã học rồi, cái phụ đề này là tự động luôn, từ cái tiếng nói của mình nó có một cái công, nó có một cái ứng dụng, cái gọi là cái công cụ ở trong khắp khách á, mình chỉ cần bấm là vô là tự nó cái phụ đề nó tự động nó tự nổi lên luôn nha. Thì các anh chị kia đã biết rồi. Đây Mai Trang nè, rất là hay. Rồi cái video này nè, Mai Trang cần điều chỉnh một chút xíu, đó là tiếng nhạc nhỏ lại. Thông thường là mình chỉnh âm lượng của nhạc khoảng tầm 5 6 thôi, còn cái giọng của mình phải to lên xíu ha. Rồi. Có vấn đề của chúng ta. Thứ nhất, khi sức khỏe đường ruột của các anh chị có vấn đề thì các anh chị sẽ làm gì ạ? Có phải là các anh chị sẽ chạy thẳng ra tiệm thuốc tây nào đó gần nhà và nói lên cái tình trạng của mình, không sau phụ đó đề tự động sẽ không kê cho các anh chị một cái loại nào đó có thể giải quyết được nhanh dứt điểm tình trạng hiện thời của mình không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hai khái niệm mà có thể nằm trong cái kê đơn của người bệnh. Ủa, mọi người nghe được chưa cả nhà? Thế đã bật âm thanh rồi đó. Một, có thể đó sẽ kê cho các anh chị men vi sinh. Hai là có thể kê cho Không các anh nghe chị được men tiếng tiêu luôn hóa. hả? Thế thì chúng ta sẽ làm rõ xem là hai loại Ok rồi đúng men không? nghe Hai loại men mà hơi nhỏ thì thấy tình trạng về hệ tiêu hóa và vấn đề của chúng ta. Bạn này nói Thứ nhất chuyện thì hơi chúng ta nhỏ, cần sẽ bạn giúp Mai tay Trang bạn là phải vệ nói sinh đường lớn ruột hơn bằng nè. cách nó cấy một lượng lượng khuẩn Mai vào Trang nói lớn hơn và nhỏ nhỏ lại nha. Đây. đường tiêu hóa của thai nhi là vô dụng đó. Nhưng chỉ sau vài giờ thôi thì các em bé được các vi sinh vật cư trú ở trong miệng rồi nè.
và sau đó thì nó sẽ cư trú dọc chiều dài của đường tiêu hóa luôn. Và sự phát triển của hệ vi sinh vật đường ruột thì nó bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc của một số yếu tố nhất định như là hệ vi sinh vật của mẹ, tiếp xúc với môi trường, phương thức sanh nở hoặc là chế độ ăn uống của trẻ sơ sinh. Đối với những em bé sinh thường bằng đường ấm đạo thì con sẽ tiếp xúc với hệ vi khuẩn có ở trong phân và đường ấm đạo của người mẹ. Còn đối với những em bé sinh nở, đây là bạn Phan Thúy nè, đây là bạn ở trong team của mình ha. Mình cost 1:1 cho bạn 1 tháng là bạn bắt đầu làm video rất là xịn rồi. Tuy nhiên là ở còn một cái nữa là do cái cam nó ở trên đầu cho nên mắt của bạn ấy đang giống như nhìn xuống á. Mới mốt điều chỉnh lại cái thiết bị nữa thì mắt nhìn lên sẽ thẳng trực tiếp vô trong cái màn hình luôn, thì nó không có giống như là mình đang nhìn xuống, nhìn con mắt mình nó hơi buồn một xíu ha. À, bạn này thì nói rất là rõ và giọng rất là rõ ràng, rất là hay. Đây. Của anh chị có vấn đề thì anh sẽ làm gì? Có phải là các anh chị sẽ chạy thẳng ra một tiệm thuốc tây nào đó gần nhà và nói lên tình trạng của mình, và dược sĩ sẽ kê cho các anh chị một loại thuốc để có thể giải quyết nhanh dứt điểm tình trạng hiện tại của các anh chị gặp phải? Hai loại thuốc chúng ta thường gặp nhất đó là men vi sinh, thứ hai là men tiêu hóa. Thế thì chúng ta làm rõ xem có hai loại men này nó sẽ hỗ trợ và có tác dụng gì cho hệ tiêu hóa của chúng ta có vấn đề nhé. Thứ nhất là men vi sinh là gì? Nó có chế phẩm tổng hợp giúp bổ sung vi khuẩn có lợi nhằm tạo nên sự cân bằng lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa và ức chế các vi khuẩn có hại, gây bệnh cũng như tiết độc tố, có nghĩa là men vi sinh. Rồi, bây giờ cái bạn này thứ nhất á, là về tiêu đề, làm tiêu đề một cái màu khác là chưa nè. Cái thứ hai là mình cần điều chỉnh lại cái chuyển. Và cái màn hình của mình phải đổi một nơi, những cái phần thừa là phải cắt đi à, cho nên cái chỗ này là mình làm nhiều hơn thì mình sẽ nhuyễn hơn ha. Đỗ Linh, men vi sinh là men tiêu hóa đây rồi. Ê, bạn này cũng rất là hay đây. Thì ăn là cái tình trạng mà gần như ba mẹ nào nuôi con từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi đều phải trải qua. Mẹ lo lắng không biết làm cách nào để bé ăn ngon, tăng cân tốt, nhưng không biết rõ nguyên nhân bé ăn xuất phát từ đâu để có hướng giải quyết. Video hôm nay sẽ chỉ ra những cái nguyên nhân gây ra tình trạng bé ăn ở trẻ, trong đó có nhiều nguyên nhân khiến cho ba mẹ không ngờ tới. Để mặt ba nhóm nguyên nhân thường gặp ở trẻ biếng ăn. Nhóm thứ nhất đó là cách chăm sóc thiếu khoa học của cha mẹ, nhất là không tập cho trẻ ăn đúng độ tuổi và độ tuổi phù hợp để cho bé tập ăn dặm là 5,5 đến 6 tháng. Thứ hai là trẻ vừa ăn vừa chơi và treo giải thưởng cho mỗi bữa ăn của con. Thứ ba là không cho trẻ ăn đúng bữa. Thứ tư là chỉ cho trẻ ăn món mà đó. Bạn này nói rất là chuẩn, mọi người thấy không, nói rất là chuẩn và mỗi lần xuất hiện là rất là chỉnh chu, và đó là cái phong cách của một cái profile chuẩn xịn nha các anh chị, chuẩn chuyên gia đó. Mình phải xây từ những điều nhỏ nhất đó, nói cái gì minh họa thì là mình sẽ đưa hình vô. Mình đưa hình vô để minh họa cái này thì làm cho cái video của mình nó sống động hơn ha. Nào. Bây chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chủ nhưng đề mà nhạc thì hơi lớn hội chứng cái bắp chân ở người ốm yếu và trẻ em cần. Tâm ơi, em có trong đó không? Nhạc hơi lớn, nhạc chỉ là khoảng 5 đến 6 thôi, nó nhẹ nhẹ thôi. Hoàn chất từ thực phẩm, cho dù là có chế độ ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng, nhưng mà người mắc hội chứng cái bắp chân thì sẽ luôn đi kèm với tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến nhiều cái vấn đề về sức khỏe khác nhau, nhất là chị em và người lớn tuổi. Và đương nhiên hội chứng kém hấp thu nó liên quan đến cái sức khỏe đường ruột. Nè Tâm nè, chị rất là thích Tâm lên là gì? Nè rất là chỉnh chu ha. Rồi quần áo đồ này nọ, về cái nhìn vô là mình thích coi rồi. À, rồi thêm một cái nữa, bạn để kèm một cái số điện thoại của mình ở đây, giống như định danh ở chỗ này rồi nè. Đây. Là một tình trạng không hiếm gặp ở trẻ em. Vậy điều gì tác động đến khả năng hấp thu thức ăn dinh dưỡng ở trẻ? Nay Thu mời các ông bố bà mẹ biển cùng tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng hấp thu thức ăn dinh dưỡng ở trẻ. Có một thực tế là tình trạng trẻ kém hấp thu sẽ khiến cho trẻ thiếu một các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể phát triển như kẽm, vitamin nhóm B, lysine. Từ đó sức đề kháng của trẻ sẽ bị suy giảm, khiến cho trẻ dễ mắc bệnh hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và chiều cao của trẻ. Yếu tố đầu tiên, các dưỡng chất, vitamin, vi chất dinh dưỡng. Dưỡng chất gồm có đạm, đường, chất béo, chất xơ, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các vi chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, canxi, phốt pho, magie. Đâu, cái chị này chị rất, cái thần thái của chị rất là hay, chị Thu Ly này nè, chị rất là hay, mọi người thấy không? À, nói một cách rất là tự tin mà mọi người thấy rằng mình chị cuốn mình nhìn vô á, mọi người thấy không? Nhưng mà chị có một cái là nhạc của chị á là nhỏ hơn, như hồi nãy giờ em nhắc mọi người á là 5-6 thôi, âm lượng 5-6 thôi, nhạc nhỏ lại để đừng át cái tiếng của mình nha. Không ngờ tới, biếng ăn chính là tình trạng mà mẹ nuôi con nhỏ nào từ 6 tháng tuổi tới 5 tuổi đều phải trải qua. Mẹ lo lắng không biết làm cách nào để bé ăn ngon, tăng ăn tốt, nhưng không biết rõ nguyên nhân bé biếng ăn xuất phát từ đâu và để có hướng giải quyết.
Video hôm nay sẽ chỉ ra những nguyên nhân gây ra tình trạng biếng ăn ở trẻ, trong đó có những nguyên nhân mẹ không ngờ tới. Điểm mặt ba nhóm nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn. Thứ nhất, đó là cách chăm sóc trẻ thiếu khoa học của cha mẹ, không tập cho trẻ ăn theo đúng độ tuổi, cho con vừa ăn vừa. Rồi, cái video này không nói về nội dung mà nói về cái hình thức. Đó là cái thứ nhất là cái tiêu đề là cái chữ biếng ăn này nhỏ lại, cái chữ nguyên nhân và giải pháp này nhỏ lại để nó gói gọn vào trong cái phần chính giữa của cái phần cái like màu này ha. Rồi cái cam mình ngồi á thì mình sẽ đặt nó làm sao để cao hơn nữa, làm sao mà mình từ ở phía dưới này lên là khoảng từ ngực trở lên á, và mình sẽ quay video với cái khung á là 1:1 mọi người nha, 1:1. Rồi khi mình làm cái tiêu đề vô trên dưới nữa là 3:4 thì lúc đó mọi người đăng lên trên Facebook nó không có bị khuất và nó rất là đẹp. Cái này là bị khuất rồi nè, cái này là coi trong điện thoại là sẽ bị khuất. Người vậy làm sao để ăn được, ngủ được và làm sao để có một cơ thể khỏe mạnh không có bệnh tật? Đó là khi chúng ta sở hữu cho mình một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Vì 80% sức khỏe toàn bộ cơ thể được quyết định bởi sức khỏe của hệ tiêu hóa, hay còn gọi là bộ não thứ hai của cơ thể. Vậy hệ tiêu hóa khỏe mạnh khi nào? Là khi chúng ta cho hệ tiêu đó. Cái bạn này á là cái video thứ hai là thấy là khác rồi, khác hơn cái video nãy rồi mà thấy, người thấy không? Chỉ cần mình vượt qua cái đầu tiên thôi thì mình đã rất là khác rồi. Đó. Và cái tiêu đề này cần phải học lại nè. Cái tiêu đề này cần phải học lại cái buổi 1 và buổi 2 để làm lại cái tiêu đề cho nó xịn hơn. Chứ như vậy nó sẽ bị rối với lại cái chữ chạy này mọi người ha. Xin chào mọi người. Hôm nay Trà sẽ nói về chủ đề liên quan đến hội chứng kém hấp thu ở những người ốm yếu và trẻ em còi cọc chậm phát triển. Hội chứng kém hấp thu là tình trạng cơ thể thất bại trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất từ thực phẩm, cho dù có chế độ ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng, nhưng những người mắc hội chứng kém hấp thu sẽ luôn thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến những cái vấn đề về sức khỏe khác nhau, nhất là đối với trẻ em và người lớn tuổi. Và đương nhiên, hội chứng kém hấp thu liên quan đến sức khỏe đường ruột, và việc chúng ta cần làm ngay là cải thiện sức khỏe đường ruột. Đường ruột khỏe mạnh tăng đề kháng. Rồi, giọng chị này rất là hay, rất là thần thái, và chị tin là 2 đến 3 cái video thôi là chị sẽ làm rất là tốt. Tuy nhiên mọi người lưu ý về cái phần ghi tiêu đề, cái chữ là nên chữ in hoa và nó là nét điều. Nét điều như thế này được rồi, nhưng mà chữ in ha, cả trên cả dưới luôn là chữ in, ngồi thẳng lưng lên. Cái này thì chị để cái cam là hơi thấp nè, cho nên là nhìn nó hơi gò gò cái lưng của mình nha. Đó. Thấy là Ngọc Tâm là làm hình như là đủ bài luôn. Thuốc tây nào đó gần nhà và nói lên cái tình trạng của mình. Sau đó người bán thuốc sẽ kê cho bạn một cái loại nào đó để có thể giải quyết nhanh cái tình trạng tạm thời của mình không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hai cái khái niệm mà nó có thể nằm trong cái kê đơn của người bán thuốc đó dành cho người bị rối loạn về đường tiêu hóa. Một là họ có thể kê cho bạn men vi sinh, hai là họ có thể kê cho bạn men tiêu hóa. Thế thì chúng ta hãy làm rõ xem hai cái loại men này nó sẽ hỗ trợ và có tác dụng gì đối với cái tình trạng về hệ tiêu hóa có vấn đề của chúng ta. Thứ nhất là men vi sinh, nó sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng cách nó sẽ cấp lượng. Nói rất là hay đúng không? Nếu như bình thường mọi người sẽ thấy một cái video này rất là hay, nhưng một lát nữa thì sẽ nói cho mọi người chỉ cần thêm một cái chi tiết nữa, chúng ta ngắt quãng ra một xíu nữa, và mỗi trong một cái 3 giây chúng ta tạo lên một cái hiệu ứng khác thì mọi người sẽ thấy rằng cái video của mình nó sẽ thu hút hơn. Sẽ làm gì? Có phải là chúng ta sẽ chạy ngay ra tiệm thuốc tây và nói lên tình trạng bệnh của mình? Sau đó thì người bán thuốc sẽ kê cho chúng ta một số loại thuốc để giải quyết nhanh cái vấn đề của chúng ta đang gặp phải. Thông thường thì người bán thuốc sẽ kê cho chúng ta một trong hai loại men. Họ có thể kê cho chúng ta loại men vi sinh, họ cũng có thể kê cho chúng ta men tiêu hóa. Đúng rồi Lợi, ảnh này mình ghép. Được ngủ được là tiên đúng nha mọi người. Vì làm sao để được ngủ được đây, và làm sao để có một cơ thể khỏe mạnh đây? Là khi mọi người sở hữu cho mình một cái hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Bởi vì 80% sức khỏe của toàn bộ cơ thể được định bởi sức khỏe của hệ tiêu hóa, hay còn gọi là bộ não thứ hai của cơ thể. Vậy hệ tiêu hóa khỏe mạnh khi nào? Là khi mọi người đã cho một cái hệ tiêu hóa của mình một cái hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, bao gồm các con vi sinh vật có lợi. Thật sự mà nói, mọi người được một cái suất mà thí hỗ trợ cho mọi người cost 1:1 một tháng đó. Kèm với một tháng này nữa để đi theo mọi người á, là trong vòng một tháng hai thôi mọi người sẽ có profile rất xịn. Và những cái thành viên nào để có cái cơ hội nhận được 4 cái suất này, 2 cái suất cho NetGo và 2 cái suất cho men vi sinh, là những người mà để cho thấy rằng mọi người có cái tình yêu với men. Tại vì
Men vi sinh thật sự rất là tuyệt vời và Thúy muốn lan tỏa cái điều này. Cái thứ hai nữa là vì men sẽ tài trợ và những cái người bốn cái người được chọn là có quà rất là xịn từ nhà cung cấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ được Thúy cost thêm 1 tháng nữa để giúp cho mọi người có những cái kịch bản như là Thúy đã có được những cái giải thưởng như lúc nãy từ video đến những cái nhãn hàng khác vậy đó. Thật sự mà nói với mọi người là có rất là nhiều cái chương trình làm video ở Robby luôn cho rất là nhiều nhãn hàng, nhưng mà Thúy chỉ làm video đối với những cái nhãn hàng nào mà Thúy đã trải nghiệm và Thúy có được một cái gọi là cái kết quả cảm thấy tuyệt vời thì Thúy mới làm video thôi, và chỉ có Thúy mới có làm 5 năm cái video là đã có giải rồi đó, mọi người thấy không đó. Cho nên là hãy làm một cái gì đó khác biệt đi các anh chị, và nếu như trong cái khoảng thời gian này các anh chị làm mà có cái chương trình nào của cái nhãn hàng mà các anh chị đang theo đuổi á, mà các anh chị muốn làm video thì sẵn sàng hỗ trợ cho các anh chị góp ý thêm về cái kịch bản để các anh chị làm ha. Như chị này hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng Ngồi nhau ở tìm ngoài hiểu lại vườn những ha. khái niệm mà nó có thể nằm trong các cái đơn của dược sĩ. Khi mà chúng ta gặp những cái rối loạn về chuyển hóa nhé, có thể họ sẽ kê cho các bạn về men vi sinh hoặc là kê cho các bạn về men tiêu hóa. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là hai cái loại men này nó sẽ hỗ trợ và có tác dụng gì với cái hệ tiêu hóa đang có vấn đề của chúng ta nhé. Thứ nhất là men vi sinh. Men vi sinh sẽ giúp cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột bằng cách là sẽ cấy một lượng lợi khuẩn vào cái đường tiêu hóa đủ lớn, giúp tăng đề kháng cho sức khỏe của đường ruột cũng như là tăng đề kháng cho sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Men tiêu hóa là gì? Men tiêu hóa nó sẽ tiêu hóa và hấp thụ cái lượng thức ăn mà các Đó. bạn ăn vào mà. Là các anh chị nào làm video cho thấy ý kiến coi có khó không? Chỉ cần các anh chị nhìn vô màn hình các chị đọc thôi, kịch bản có rồi. Hoặc là các anh chị không có kịch bản chúng ta cũng tìm ra được kịch bản nữa. Rồi, hết rồi đó. Đó, bao nhiêu người đó làm bài tập ha. Nói chung á là nói về độ xuất sắc của video á thì có một những cái bạn nổi trội thì có rồi nè. Ví dụ như Ngọc Tâm, Mai Trang gì nè, những cái bạn như chị này thì Thanh Trà Nguyễn nè, nói giọng rất là hay, nhưng mà những cái góp ý thì thích đã chỉnh rồi đó, thì chỉ cần vài cái video thôi là các anh chị đã có thể làm được tốt rồi các anh chị. Và những cái hiệu ứng mà thấy chỉ có mọi người á là mọi người áp dụng xong rồi cho nó triệt để hình ảnh đồ vô là ok là được chưa. Bây giờ chúng ta thực chiến nhé, dễ đọc nhưng chưa thần thái, đúng rồi, làm sao mà ai có thể thần thái được trong một cái video đúng không. Chúng ta cứ làm tới làm lui làm nhiều lần rồi sẽ làm được. Bốn cái xuất thì Thúy nói rồi, bây giờ Thúy sẽ kết hợp, nói chung về nét go hay về men gì nó thì cũng là một cái cách để mình xây dựng thương hiệu, nhưng nó khác một chút xíu là về cái nội dung để xây dựng thương hiệu thôi. Ví dụ như NetGo là ống uống dinh dưỡng để nó hỗ trợ cho em bé ăn ngon và tăng cường sức đề kháng, tăng miễn dịch, giúp phát triển chiều cao. Nhưng nó kết hợp được với men vi sinh á thì men vi sinh nó sẽ hỗ trợ tăng hấp thu, thì nó sẽ tăng luôn cái hấp thu đối với lại cái NetGo nữa. Cho nên là hai cái thằng này nó hỗ trợ với nhau, và bốn cái bộ đáng lý ra là lúc đầu thì định gom hai cái lại là chỉ có hai cái phần quà thôi mọi người, chỉ dành cho hai người thôi, tại thực sự mà kèm một người thôi đã mệt rồi, nhưng mà cuối cùng là thấy quyết định là chơi lớn luôn là mình sẽ kèm bốn người ha. Và cái mọi người sẽ gì, những người có yêu thích về men vi sinh, yêu thích về sản phẩm NetGo và muốn xây dựng một cái profile chuẩn về chăm sóc sức khỏe đường ruột và chăm sóc sức khỏe cho em bé được ha, thì mình sẽ xây dựng theo cái hướng đó. Điều kiện là gì, các anh chị sẽ làm tất cả những cái bài tập mà Thí đã giao, nạp đúng thời hạn, những gì mà Thí đã nói trong cái buổi học thì các anh chị phải chỉnh sửa, các anh chị phải làm lại. Có thể các anh chị làm không giỏi nhưng mà Thí cảm được cái sự quyết tâm của các anh chị qua từng cái video đúng không ạ. Cái đó thì mình sẽ chọn một cách cảm tính nha. Thông qua cái kết quả Cẩm Tú á, hot rồi, gửi giùm thấy hai cái link đi, hai cái link, hai cái buổi record hôm trước để cho các bạn nào mà chưa học thì có thể học lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái buổi chính nè. Sẵn sàng mọi người nha, nói chung là phải tập trung á chứ không là sẽ quên á. Đây nè, đây là cái giải thưởng nè, mọi người thấy viết content như vậy nè, thấy viết content rất là đơn giản, vượt qua nỗi sợ hãi. Đây là hình ảnh của mấy chị em mới vừa đi chụp hình, và đây là hình ảnh của ba người trong team của Thí. Cô Chen có tổng cộng là 8 giải,
sau đó phát sinh thêm 4 giải nữa là 12 giải, thì team của Thúy đã đạt 3 giải rồi mọi người, hai cái nồi chiên rồi, còn một cái nồi này là một cái team, một cái anh khác đó, thì Hà trong đây đã được 2 giải rồi, với là một cái giải là bàn chải sóng âm nữa. Mọi người thấy không, mọi người thích vào team của mình không, team làm video không? Rồi, vượt qua nỗi sợ hãi, trong mỗi chúng ta cũng có nhiều nỗi sợ, trong mỗi chúng ta ai cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng sợ mà dừng lại hay sợ vẫn bước tiếp là hai phạm trù khác nhau, và đương nhiên kết quả cũng sẽ khác nhau. Ví dụ cụ thể như Thúy đã từng rất sợ làm video, và lúc Thúy bắt đầu là đối tác của Ruby, rất thấy ít người làm video marketing luôn. Thực sự lúc đó là chưa có ai làm video marketing luôn các anh chị luôn, nhưng mà Thúy thấy rằng cái này là cái con đường mình có thể bán hàng một cách nhẹ nhàng, cho nên Thúy từ từ Thúy tự làm, Thúy tự mày mò vượt qua nhiều rào cản và Thúy đã làm được. Những người Thúy chơi cùng cũng đã làm được. Lần này cô Jen có 8 giải công bố trước, 4 giải phát sinh thêm, nhóm Thúy được 3 giải luôn, cái giải nhì, Thúy giải ba, mà thức giải khuyến khích. Không chỉ chơi với nhau mà tụi Thúy còn giúp đỡ nhau tốt hơn mỗi ngày nữa. Cho nên làm gì cũng vậy, nhưng đừng làm một mình, chọn bạn mà chơi. Bạn có thể không giàu có nhưng bạn phải có tâm tốt, có chí tiến thủ và có cùng tầng năng lượng với mình. Thiếu hình em thấy ha, chúc mọi người ngày mới tốt lành gì đó. Đó, có nghĩa là mọi người thấy cái content nè. Người ta viết một thì viết một cách rất là, mỗi một câu thì xuống hàng, mỗi một câu thì xuống hàng, rất là dễ đọc, và nhìn nó cái kiểu như nó không bị rối khi mà mình viết một cái đoạn dài. Và đây là cái cách để mình viết, để mình cho mọi người thấy rằng là vượt lên nỗi sợ hãi, để làm những cái thứ mà hồi trước giờ mọi người chưa từng làm, để mọi người đạt một cái kết quả mà chưa từng có. Sẵn sàng không cả nhà? Cho thấy một cái tín hiệu nào đó là mọi người đã sẵn sàng đi, để chúng ta khác biệt, để chúng ta có thu nhập, để chúng ta có tiền, để chúng ta có thể lo lắng cho gia đình. Và tốc độ thành công của các chị nhất định phải phải nhanh hơn cái tốc độ già đi của cha mẹ và tốc độ lớn lên của con cái các anh chị. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Có những thứ làm cái này đâu có chết chóc gì đâu các anh chị, mình chỉ là làm để cho mình chuyên nghiệp hơn. Mà nếu như ai đó muốn đi kinh doanh, muốn có tiền, muốn bán hàng mà ngại chia sẻ, ngại người khác biết mình bán hàng, thì các chị nên đừng có bán hàng các chị. Các chị đi làm cái gì đó, mà công việc hành chính nguyên ngày đi, rồi xong rồi các chị về. Đó. Còn nếu như mình đã chọn cái con đường kinh doanh, con đường bán hàng rồi, thì đừng ngại chia sẻ những thứ mà mình cho là nó, mình đã tìm hiểu kỹ và cho là tốt ha. Cho nên là cái khâu mà khó nhất là gì? Cái khâu lựa chọn sản phẩm. Nhưng ở Ruby đã có một đội ngũ lựa chọn sản phẩm sẵn cho mình rồi. Cái ở đây là mình hãy tìm cái sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng xung quanh mình, và đối tượng khách hàng phải rộng. Và Thúy tin rằng Men Vi Sinh là một, thật sự là một cái sản phẩm mà các chị vào các chị có thể bán được ngay nha. Đây, sản phẩm này mà các anh chị ganh tị nè. Ganh tị để mà mua nè. Đặt hàng nè. Xem hết video. Đó, cái đuôi đó là chữ ký. Cái đuôi đó là chữ ký đó mọi người. Đó. Đây nè, đây là một cái bài viết bán hàng mà mọi người thấy rằng nó không hề, nó là chuyên gia là kể chuyện. Trong content của Thí là toàn là kể chuyện. Cho nên là mọi người phải tập viết content nha. Ba khái niệm trong một: men vi sinh, lợi khuẩn, probiotic. Mọi người có biết ba cái này là một không cả nhà? Hàng ngày nhận một trời feedback, hôm nay yêu đời chia sẻ cho các mẹ ba khía cạnh hỗ trợ đại diện của men nha. Từ anh Phong, từ người bạn già Đỗ Thanh, từ em Vi. Đó là ba cái trường hợp đại diện mà men vi sinh có thể hỗ trợ. Đây là feedback chân thực từ khách hàng của mình, xin thề là không gian dối một lời. Để cái mặt cười cho dễ thương. Chuyến tàu cuối cùng trước thềm năm mới mang tên hệ tiêu hóa khỏe, dáng đẹp eo thon đã bắt đầu rời ga, còn kịp ạ. Đó, mọi người thấy không? Mọi người viết bài nó phải vậy đó. Ở này là live stream. Đó, đây là Thí làm nè. Thí làm xong rồi mọi người làm theo nè. Nó như lúc nãy vậy đó. 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 Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình... Sẽ chiêu đãi rất ít cho cả nhà. Yeah.
Hello em, hôm nay là Giáng sinh Đó, rồi. em bé này 6 tuổi nha mọi người, mà con thấy một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi nó không hề là nhát trước ống kính. Mọi người biết không? Khi là mọi người tự tin, mọi người làm những cái video, mọi người nói trước mọi người như thế này, khi mà cái thần thái của mọi người tăng lên, con của mình nó nhìn vô nó sẽ không có nhát đâu cả nhà. Giống như mình đang dạy con mình một cách tự tin luôn, một cách tự nhiên như vậy đó. Cho nên là cái mà mình làm ở đây, mình tự tin đây không chỉ là mình làm cho mình, mà mình còn đang hướng con mình đi theo cái hướng là nó tự tin hơn nữa đó. Đó, đó, men vi sinh nè, hỗ trợ nè, đây là người thật, việc thật nha mọi người. Đó, đó, những cái hình ảnh mình đi chơi nè, mình bán giảm cân thì mình cứ khoe eo đi, có gì đâu, khoe đừng có lòi cái nè, nè đây nè, giải nhất nè, thấy gì, thấy cái khách. Xíu chắc bà không có biết rồi. Hai, khỏe gì đâu, trời trời đâu trần trời, không lẽ nhà có ma trời, nhà xung quanh đây có ai hàng xóm trời. Thanh thức, trời so sánh hay ghê. Đây nghe, nghe nghe kìa, nổ ra. Nổ đâu? Trời ơi, bởi cái dòng gian trộm người ta đâu biết xài, nãy giờ là không máy đâu không chị? Chị nói em mượn, mượn mà chưa xin phép. Em chịu chứ chị được, cứ kêu trộm. Trời ơi, em đẹp quá, chị vô chị làm thấy thù. Trời ơi, tự tôn cao ghê em ơi. Em tiếu tim đó chị nghe. Sao lại mua đi nha? Mua, mua. Thử coi đi nha. Nếu bây giờ không có thời gian. Đó. Video đầy trên đây luôn mọi người, mà nó nhiều cái kịch bản lắm luôn đó. Từ cái nét go, từ cái men. Đó. Nè, con mình nó ăn nè, thì nếu như mình không có ghép thì mình cũng làm được những cái video bình thường thôi. Con mình nó ăn nè, gặp ở trường là nó dứt hai ra hai ống go xong về nhà này nó ăn ngon. Đó, những cái hình ảnh như thế này. Đó. Đó, đây là cái video giải nhì của cô Chen nè.
Mọi người xem sao nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến. Mình sẽ hôm nay ví dụ như hai cái video lần trước là mình thấy đã chỉ cho mọi người cái cách để quay video mà không đọc kịch bản và vai một cái hiệu ứng và chữ ký ở phía sau rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học là cái cách để mình mở đầu một cái video như thế nào cho ấn tượng. Ok chưa cả nhà? Tiếng nói không rõ ràng hơi nhanh nè. Ai gửi giùm Thí cái link Facebook của Thí đi nha. Có video thấy profile xịn liền. Đúng rồi. Rồi bây giờ nha. Sợ, dừng cái này đi. Trời, Nhung ngoan quá ta. Nhung chăm chú ghê á. Nhung Lê. Học vậy mới tiến bộ chứ. Rồi bây giờ xem màn hình mọi người ha. Hoàng Lợi mê chưa, mê đi theo thấy chỉ cho bán đồ hàng. Rồi cả nhà có nghe được tiếng thấy không mọi người, nghe được tiếng mọi người cho thấy cái tín hiệu số 1 đi, tại hôm bữa có cái gì đó không không nghe được, nghe được không, số 1 ok. Rồi bây giờ nha, mình sẽ chịu, mọi người nào đã học rồi thì chịu khó một xíu, Thí sẽ làm lại cho các anh chị nào đó mà chưa có học mấy buổi kia cái Futacam. Đây cái Futacam nè mọi người, Futacam nha. Rồi à, ai đó mà đang bị có cái logo á mọi người, cái logo á mình chưa tắt đi á thì nó kỳ đúng không. Bây giờ mở lên chỗ này coi cái logo nè, cái chỗ người nè. Đó. Rồi xong bấm vô chữ setup nè. Rồi chụp cái màn hình này là đây, cài y chang như thứ là mất cái logo. Chụp cái màn hình lại. Rồi cài y chang như thế là mất cái logo. Hồi nãy là thấy thấy hình như Trang hay là phải Trang không ta, Mai Trang hay với ai đó. Tâm hả? Còn logo hay sao hết Trang? Coi coi có không nha. Rồi vậy ha, qua đây. Rồi vậy quay video như thế nào, ví dụ như một cái kịch bản mình đã có rồi, mình ghi ra, mình đánh vô điện thoại hay là mình đánh vô máy gì nó có rồi, thì bây giờ mọi người sẽ bấm vô cái camera đây, camera màu cam cục ở phía dưới nè. Sau đó thì mình chọn chỗ video dưới này đây, chỗ video nè, bấm vô video, rồi mình chọn cái thời lượng của nó. Thời lượng của nó có ở đây, có cái đồng hồ là 10 giây, 15 giây, 1 phút hoặc là 5 phút. 5 phút. Nè, thì thí chọn 5 phút cho nó dài để mình quay được liên tục. Rồi. Xong chưa? Rồi ở dưới này nó có cái chữ comment ở dưới này nè, chữ comment. Comment nha. Đó, comment. Thì bắt đầu cái chỗ này là lấy cái ô để mình đánh cái thông tin vô, thì nó có cây bút ngay chỗ này ha, mọi người đánh vô chữ cây bút nè. Đó thì nó ra cái chỗ để mình dán cái nội dung mà mình cần đọc, ví dụ như cái này là thấy dán ở chỗ khác, cứ copy ở chỗ khác thấy dán qua đây, thì cứ việc là ví dụ như đây ha, chọn tất cả, ví dụ như copy đi. Rồi bây giờ vô đây thấy lia xóa đi cái test này, bây giờ mình bấm vô một cái nó ra chữ dán nè, rồi mình dán lại được không. Cái nội dung mà mình cần đọc đó xong rồi mình bấm cái chữ đông ở phía ở trên đây, rồi rồi xong vô chỗ này, vô chỗ con ốc này, con ốc này thì nó đó mọi người thấy không, nó tự chạy lên để cho mình nhìn vô mình đọc thôi, có nghĩa là mình sẽ nhìn trực tiếp vô trong cái màn hình luôn đó, và nó nhanh chậm nè, size lớn size nhỏ đi nè, ai mà không thấy đường thì bấm size thiệt lớn, nhưng mà nói chung là trung bình với lại khoảng chừng lớn lắm là size L thôi. Rồi tốc độ thì có thể là nhân lên 1.2 hay là 2 lần gì đó đó, ai ai đọc chậm thì bấm chậm, được chưa. Rồi xong xuôi hết là mọi người bấm vô cái nút này, cái nút dấu chữ chéo này nè, rồi xong ra màn hình rồi gì, xong vào bấm cái chữ cái nút này, cái nút quay,
Rồi bắt đầu nói. Trẻ biếng ăn, đó, biếng ăn là tình trạng mà gần như bà mẹ nuôi con nhỏ nào từ 6 tháng năm đến 5 tuổi đều phải trải qua. Mẹ lo lắng không biết làm cách nào để bé ăn ngon, tăng cân tốt, nhưng không biết rõ nguyên nhân bé biếng ăn xuất phát từ đâu và để có hướng giải quyết. Video hôm nay sẽ chỉ ra những nguyên nhân gây ra tình trạng biếng ăn ở trẻ, trong đó có nhiều nguyên nhân khiến cho mẹ không ngờ tới. Điểm 3 nhóm nguyên nhân thường gặp ở trẻ biếng ăn. Đó, ví dụ vậy mình cứ nhìn thẳng vô là trên là mình ok rồi. Cái này là Thúy đang share cái màn hình qua Zoom cho nên là Thúy không quay được, nhưng mọi người sẽ làm được nha. Rồi, ok chưa? Các anh chị nào mà mới là nắm được chưa? Nắm được rồi cho Thúy chữ ok đi cả nhà để mình qua cái nội dung khác. Đây là cái phần mềm Futacam. Futacam. Rồi, là để mình quay video rất là nhẹ nhàng cho nên là mọi người sẽ không nói với Thí là không thuộc kịch bản này kia kia nọ nha. Bây giờ là mình sẽ nhìn vô, nhưng mà cái mình làm là làm đi làm lại và mình nói làm sao để lúc nào mình nhìn vô cái của mình á là mình ổn, nhìn vô mình thấy mình mượt rồi á, mình thấy mình hài lòng rồi á thì mình thôi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ làm ví dụ như cái video lúc nãy nè. Thế cho mọi người xem. Ví dụ như cái này. Đây. Video là mọi người video gốc rồi nha. Đó. Quay rất là xấu đúng không? À. Nhưng mà quay video chỉnh sửa lại nè. Bình thường mình một cao 1m6 mình cũng đâu có phải lùn đâu. Nhưng mà cái ông quay video cũng vậy mình. Cho nên mình sẽ có cái cách là mình làm cho mình cao lên thêm chút. Đó, làm cho chậm lại. Rồi, vậy làm chậm bằng cách nào? Chúng ta sẽ vào video nha. Mở phần mềm khắp khách. Làm lại Thí ơi hả? Làm lại chỗ nào chị? Làm lại hoài á. Thí ơi, có cách nào chỉnh video Futacam cho nét được không? Nét mà mọi người thấy mọi người quay video nét mà nhiều khi do cái điện thoại của mình nữa đó, nó phải đủ dung lượng. Futacam nét mà thấy làm mấy cái video trên của thấy là nét đó. Cài đặt tắt Futacam hả? Mọi người chụp lại cái màn hình nha. Vô cái người nè, vô cái hình người ở trên đây nè. Nè. Xong bấm chữ setup nè. Rồi chụp hình. Chụp hình xong cài y chang lại, kéo qua kéo lại cái gì à, mấy cái cam cam này nè. À, mọi người chụp hình lại. Rồi chưa, xong một lát nữa mình rảnh đó, lúc hết giờ đó, rồi mình cài lại nha. Rồi bây giờ làm sao cho cái video của mình mà từ đầu tới đuôi nó không có bị một màu như là cái video gốc này. À. Đó. Đó, video gốc mọi người thấy nha. Còn video sau khi chỉnh sửa nè. Sau khi chỉnh sửa là cho cái góc độ của nó thẳng lên để người của mình thấy cao hơn. Mình làm chậm lại. Rồi vậy làm bằng cách nào? Vô khớp khích. Rồi. Chưa? Khớp khích ha. Khắp khách là mình nhập vô dự án mới, là mình nhập cái vô cái video đó, mình nhập vô video mọi người thấy không, thì ở trong đây nó sẽ có những cái hiệu ứng. Video nè, cái thứ nhất là nó sẽ có cái âm thanh gốc của nó ở ngoài đường, thì mình sẽ tắt đi cái âm thanh ở bên ngoài tại vì mình không cần cái tiếng âm thanh, mình bấm tắt
tắt âm thanh chỗ này, ai không có ghi kịp hay gì đó thì cứ chụp màn hình đó, mình bấm tắt âm thanh đi, thì nó có cái dấu chéo ở ngay chỗ âm thanh này nè, đó tắt đi đó. Đó, tốc độ của nó đang bình thường đó, thấy chưa, chỉnh rồi đó, xong rồi. Ví dụ như bây giờ mình khoảng tầm 3 giây là mình đổi cái hiệu ứng, thì bắt đầu mọi người thấy này, cái dây là cái dòng ở trên này cả nhà, cái 00, 01, 02, 03, 04 này nè, là cái dây á, là cái dây ha. Xong mình mà bấm tới cái chỗ cái dấu chấm này là 3 giây nè, tại 0, 00 nè, rồi tới 1, rồi tới 2, rồi là 3, rồi là dấu chấm này nè. Cái xong mọi người bấm tách ra một cái, bấm tách ra chỗ này. Chưa? Cứ như vậy là mọi người bấm tách nó ra. Tách ra. Ha. Tiếng động lấy ở đâu, từ từ mọi người, từ từ đó, cứ ba giây là tách ra một cái, 3 giây là tách ra một cái đó đó, ví dụ 3 giây là tách một cái, tách ra để làm gì, để trong một cái khúc như thế này thôi là mình sẽ cho nó một cái hiệu ứng. Được chưa? Rồi bây giờ nè, lít vô đây, lít vô đây, rồi đưa cho nó một cái hiệu ứng động. Hiệu ứng động nó nằm ở đâu đây, là khi mình lít vô một cái là nó hiện cái sáng lên như thế này, là mình nó bấm vô hiệu ứng động, hiệu ứng động nè đó. Đó, muốn hiệu ứng nào cũng được hết, miễn đừng có bấm vô chữ pro là nó mua bắt mua đó, ví dụ như đây nó như vậy. Hoặc là mọi người muốn làm cái hiệu ứng cơ thể như thế nè, là mọi người bấm nha, bấm vô đây, xong rồi bấm ra ngoài, chọn cái hiệu ứng mà nó có hình ngôi sao nè đó, thì nó có hai cái hiệu ứng, nó là một hiệu ứng video và hiệu ứng cơ thể. Bây giờ thì làm rất là chậm, ai đó không theo kịp thì sẽ lấy cái record mình mò lại nha cả nhà nha. Rồi hiệu ứng cơ thể, ví dụ như hiệu ứng cơ thể nè, nè cái chỗ này là thấy chọn nè, thấy không đó, cái chọn chỗ này, cái bấm chỗ này thì nó ra nè, vậy thôi. Rồi mình kéo nó nguyên cái cụm này, rồi xong ví dụ như cái hiệu ứng này mình lấy tiếp cái hiệu ứng này nữa, hiệu ứng video đi, hiệu ứng video thì mọi người chọn cái gì cũng được, chọn cái gì cũng được, ví dụ như hình cái cuộn phim đó, được không đó. Cứ như vậy mình chọn cho tới hết luôn, cứ 3 giây là một cái hiệu ứng, 3 giây là một cái hiệu ứng, vậy cái kết quả của nó là gì đó, 3 giây là một cái hiệu ứng thì cái kết quả của nó cuối cùng là cái này. Các bạn đã xem hết video. Rồi. Đó, vậy mọi người nắm được cái chỗ này chưa? Nó có nghĩa là những cái người mà đã học rồi thì sẽ biết được cái quy trình làm video rồi, và bây giờ mình chỉ cắt. Cứ cắt 3 giây. 3 giây, 3 giây, 3 giây là lên một cái hiệu ứng. Rồi, bây giờ nhạc ở đâu phải không? Lấy nhạc ở đâu? Lấy nhạc ở đây. Vô lại cấp kết nè. Bây giờ muốn từ cái đoạn này nó nhạc đó từ đâu, bây giờ nó có như nhiều cách, nó một là mình lấy nhạc từ ngay chỗ trong cái video luôn, trong cái cấp kết này luôn, thêm âm thanh thì những cái âm thanh này nó có sẵn ở trong cấp kết nè, ví dụ như là cái nhạc này này thì nó có sẵn những bài này.
hoặc là nhạc rock cho nó giật giật nè. Sử như vậy đó, rồi nó ra đây xong mình kéo nó hết cái chiều dài mà nó dư, thì bây giờ các anh chị lít vô trong cái chỗ mà âm thanh này nè, lít vô cái chỗ âm thanh này xong mình bấm cái chỗ tách nè, thì nó tách ra làm hai rồi xóa. À, vậy là nó đã có âm thanh rồi nè. Ví dụ như các anh chị sẽ đi lấy nhạc ở nơi khác đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho các anh chị ai mà xài những cái thiết bị nào mà là iPhone á, thì nó có cái chỗ là ghi màn hình ở đây nè mọi người, cái nút ghi màn hình á, mình lôi cái nút ghi màn hình đó ra, xong bắt đầu mình sẽ đi lên trên YouTube hay là vô vô TikTok cũng được nữa. Và Đó, nhấn vào các dấu chị tích. sẽ Bây giờ chúng ta giờ mình bấm chữ nhạc trend mới nhất đi, ví dụ vậy. Bây giờ mình tìm ra được cái nhạc nào đó thì phải làm sao, rồi ví dụ vậy đúng không? Đó. Xong mình sẽ đánh xuống này, mình bấm cái nút màu đỏ, tại vì thấy đang đang phát rồi mọi người, đang phát mình cho nên thấy bấm không được nữa, bấm vô nút màu đỏ thì bắt đầu mình trở ngược lại cái chỗ này, mình bấm lớn lên, bắt đầu mình nó ghi âm màn hình xong rồi mình sẽ lưu lại và nó sẽ hiện vô trong cái chỗ là cái video ghi màn hình của mình, trong cái kho ảnh của mình luôn, điện thoại của mình luôn á, thì lúc đó mình sẽ lấy cái hình ra, mình lấy cái đó ra mình xài, tìm vô lại cái cấp cách nè đó. Giờ mình ví dụ như mình không chọn này đúng không, mình xóa cái hệ này đi, nhạc này không hay. Bây giờ mình lấy cái nhạc mà mình đã chọn trend rồi thì mình vô âm thanh nè, xong rồi mọi người bấm vô cái chỗ này giống như cái thư mục nè đó, trích xuất âm thanh từ video, bấm vô chỗ này rồi mới vô những cái video mà mình vừa tải ở đây. Ví dụ như mọi người chọn một cái nào đó, mọi người lít vô rồi mọi người bấm chỉ nhập âm thanh là nó sẽ hiện vô những cái ở dưới này ha. Ví dụ như thế, chọn một cái nè, nó cái này gì đây, là có những có cái chỗ mà mình làm dư nè, dư là dư một chút nè, thì cái phần này nó dư nè, thì mình bấm vô cái chỗ âm thanh này mình tách nó ra làm hai đoạn, tách nó ra làm hai đoạn rồi mình đi xóa đi bớt cái đoạn nhỏ ở trước, rồi mình nắm chỗ này mình kéo đưa thẳng lên trên rồi. Rồi mọi người nắm được cái cách lấy nhạc chưa? Trên mạng trên TikTok lấy nhạc, trên TikTok cũng được, lấy nhạc trên YouTube cũng được luôn. Đó, mình chỉ ghi màn hình lại mình là mình có cái âm thanh của cái nhạc đó, nó rất là trong. Xong rồi đó, mình khi mà lấy đủ cái đoạn nhạc của mình rồi thì mình bấm save lại ha. Amen, ok rồi nè. Hà ok. Trúc Ly ok. Rồi, vậy mọi người sao rồi? Ni Văn ok. Tất cả các anh chị khác thì sao mọi người? Bây giờ mọi người phải la làng lên thế mới biết là mọi người đang ở cái tầng thứ mấy. Bây giờ mà mọi người cứ im luôn không biết đường mà rờ luôn á, không im im xong rồi không làm bài tập nữa, thực sự rất là phí luôn. Nó không có cái chương trình nào 11 tiếng, tí mới làm một tháng nay rồi thêm coaching một tháng nữa là đuối, cực kỳ đuối nha mọi người. Nó nói ngày nào cũng có xuất hiện cái mặt, cái bản mặt trên mấy cái banner hết trơn á, nói cái miệng không kéo da non. Sáng mai là có chương trình 5 AM về. À, sáng mai ai muốn học 5 AM thế nào, là ngày mai mình sẽ nói về 6 cái cấp độ review
mà khách hàng sẽ mua hàng ngay khi mà họ theo dõi cái Facebook của mình, 6 cái cấp độ review sản phẩm á nha. Nói lại lấy nhạc TikTok hả? Trời ơi là trời, học hành học làm tới làm luôn, không biết chừng nào mới xong qua cái đoạn này mọi người. Các anh chị khác có nản không? Samsung lấy nhạc sao? Bây giờ nhạc gì cũng vậy. Bây giờ thấy nói là nhạc gì cũng vậy. Cứ đi vô, ví dụ như bây giờ vô YouTube đi, cho nó mênh mông ở trên này. Bây giờ lấy nhạc gì đây? Nhạc gì? Nhạc gì đó, nhạc remix đi chẳng hạn. Kiếm cái bản nhạc nào mà mình yêu thích. Cái gì đây là trời? Sau một năm kìm nén, tên này ta hay quá. Với trời tích lũy 800 nghìn. Đó, thấy gì xung đột chưa? Nhạc gì cũng có trên YouTube hết. Rồi bắt đầu phóng ra ngoài. Bấm cái nút màu đỏ nè, cái nút ghi màn hình á. Bây giờ thiết bị điện thoại của mình là cái gì? Là cái loại nào? Samsung, Nokia hay cái khỉ khô cò gái gì đó. Bấm cái chữ lên trên Google search. Cách ghi màn hình của cái điện thoại của mình đang có. Xong người ta hướng dẫn mình. Rồi lôi cái nút màn hình ra đi. Ha. Rồi xong bắt đầu mới vô trong cái YouTube. Mở cái nhạc mà mình muốn, rồi bắt đầu mở cái nút ghi màn hình vô một cái, bấm ngược trở lại mở cái nhạc lên. Nếu như nó nãy chạy mất một đoạn thì kéo nó ra cho nó chạy từ đầu. Rồi chờ nó. Mình nè, biết chỗ này không biết tôi chết liền á trời, tôi đập đầu tôi vô gối tôi xỉu rồi. Nè nè chỗ này là nó sẽ vô hình chỗ này đó, là cái nào mình mới lưu là nó vô chỗ này. Rồi rồi xong mới vô trong chỗ cấp cách á, nhập cái âm thanh mới vừa lưu về đó, thì nhập bằng cách nào đó, nhập bằng cách nào đây, bây giờ đây xóa làm lại lần nữa nè nha quý vị. Nè âm thanh rồi vô chỗ cái thư mục này xong rồi bấm vô là trích xuất âm thanh từ video à, là bắt đầu mình lấy từ cái kho ảnh của mình ra cái video mà mình vừa tải về á, muốn cái nào lít vô ok không, rồi không chọn nào thôi thoát ra là nó sẽ vô, bắt đầu nó nhảy một dọc ở đây nè, nhảy một dọc đây nè là những cái âm thanh mình xuất vô đây. Rồi bắt đầu bây giờ các anh chị sẽ chọn. Bây giờ mình muốn nghe, trước khi chọn thì mình sẽ lít vô chỗ này. Nghe thích rồi chọn thì bấm vô cái dấu cộng. Thì bắt đầu nó tự nhảy ra. Nó tự nhảy ra xong sau đây á, là bấm vô chỗ này. Hết giờ thấy nữa rồi mọi người. Thấy tới mấy giờ nhà Ly? Chưa có dạy được gì trơn, chưa có tới anh Vinh này. Chị thấy tới 9 giờ. Giờ mới 8 giờ 17 Gì 8 giờ 17? Ủa, 9 giờ 17. 9 giờ 15 rồi hả? Anh Vinh anh cho em nói nữa không? Ừ. Đó. Ok chưa? Ok khúc này chưa? Giờ học lại cái khúc này mới ngon nè. Còn cái khúc mở đầu video nữa mới xịn nè mọi người. Tiếp tiếp. Không lẽ nó không tiếp giờ Rinh không xuống nữa. Năm anh em là thí đào tạo chung mọi người, không có nhãn hàng nào hết á. Ngày mai là bị bắt cóc bỏ dĩa. Nói ngày nào cũng nói nhưng cháu da non. Mê chị rồi hả? Chết tôi. Học chung với thấy vui và thú vị hả? Cảm ơn mọi người nha. Học tiếng Google hả? Tiếng Google không? Rồi. Tiếp nha. Giờ học nên cái cách là để mở đầu video nè. Đầu tiên, bước 1. Mở dự án mới. Kho video đây, chọn cho Thúy cái hình màu đen được chưa, màu đen thêm rồi
bấm văn bản. Khoan, để cho mọi người coi cái này coi mọi người khoái không cái đã. Bỏ lộn rồi không phải. Đâu rồi, hồi nãy lưu ra chưa? Này. Là có hai cái chữ mình đó, ví dụ như mình tên A B C D gì đó, mình để ra bắt đầu nó mở cánh cửa ra để nó lú mình ra đó, thì nó sẽ giống như mọi người sẽ áp dụng vô những làm những cái video về men, về netgo hay về bất cứ một cái nhãn hàng nào đó đó, là mình sẽ mình ghi cái tên tên của mình đúng không, tên của mình ra nó mở cửa ra một cái là bắt đầu mình vô cái tiêu đề của mình là nó sẽ thu hút ngay từ những giây phút đầu tiên ha. Cho nên là cái cách mình giữ chân khách hàng là gì? Trong 3 giây đầu tiên mà mình gây ấn tượng bởi video của mình là mình sẽ giữ chân được khách hàng. Và mình giữ chân được khách hàng thì họ sẽ xem tiếp cái video của mình. Và cái khúc sau sẽ là cái khúc để mình add cái nội dung mà mình muốn truyền tải tới. Mình muốn bán hàng hay muốn một nội dung gì đó mình muốn truyền tải tới. Được không? Rồi, ok. Sao để con gái để đặt tên là Thúy An hả? Chết luôn. Rồi vô. Cho em coi lại cách mở video. Cách mở video nè. Bây giờ mở đầu video chỉ luôn nè. Vô đây nha. Bây giờ đánh chọn định dạng. Bây giờ hồi nãy là cái quay video thì quay là nó cái khung nào, thì bây giờ mình chọn cái định dạng là khung đó. Hồi nãy cái video kia là hình như là định dạng ở đây. Định dạng nghĩa là mình chọn cái khung á, cái khung á. Đáng lý ra là định dạng mình là phải 3-4 thôi, nhưng mà hồi nãy hình như là 9-16 hay sao. Rồi nha, 9-16. Rồi. Bắt đầu chọn vô chữ Thúy An chẳng hạn. Kéo cái này là 15 giây, 15 giây. Nhiều giây rồi, 10 giây. 12 giây. 14 giây. 15 giây. Ví dụ vậy. Rồi 15 giây. Vô chữ. Rồi kiếm cái chữ tờ văn bản đây. Văn bản đây. Văn bản. Rồi đánh cái chữ gì đó vô. Bây giờ đánh chữ Thúy An nha. Rồi Thúy An. Chọn phông chữ. Phông chữ là nếp gấp nè. Kéo bự ra. Có cái chữ này mập nhất thôi chứ chữ nào nữa đâu. Cho nó về đi. Cho nó đứng đi. Để cho nó bự á. Rồi. Rồi xong. Bắt đầu kéo cái chữ Thúy An này. Đi cuối. Cuối luôn. Hết video luôn. Đó. Sau đó thì save lại. Save lại lúc này. Tải xuống. Đó. Thì Thúy đã làm một cái nó giống vậy rồi. Cho nên Thúy không cần save nữa. Rồi ok. Tới đây cho mọi người. Mọi người nè. Có Zoom. Cái link Zoom 5 em sáng ngày mai hả? Bây giờ nó đang ở đâu ta? Ekip. Ai có trong nhóm ekip mà của nhóm của Mai Hậu á, thế nằm trong team Mai Hậu là có nha. Ồ hay quá, cảm ơn Thúy. Rồi, bây giờ mở một cái video khác. Cái này mới biết nè, nhìn vô lòng cộng nè. Rồi, quên bài nữa chứ. Nhập video.
nhập cái video mà mình muốn, ví dụ như cái video này làm rồi đúng không, rồi thêm vô, ok chưa, rồi bắt đầu thêm một cái video khác nữa, nhưng mà mình bấm vô chữ lớp phủ á, lớp phủ nè, để mình phủ lên trên lớp phủ. Lớp phủ khó không cả nhà, lên cho tín hiệu coi thấy khó không, khó mới khác biệt chứ đúng không, chứ giờ mấy cái dễ dễ học hết rồi, mọi người dạy ý hết rồi, khó không. Rồi xong, thêm lớp phủ nha, thêm lớp phủ là thêm cái video màu đen mới nãy mình mới làm. Rồi kéo cho nó bằng lên. Được chưa? Bắt đầu để cái dấu gạch ngang của nó trên đầu nè, dấu gạch ngang trên đầu, bấm chữ nói. Nói ở đây. Bấm chữ nói xong rồi bấm làm tối. Rồi bấm cái dấu tích này. Đó, đó mọi người thấy không? Là cái hình ở phía dưới của mình nó hiện lên trên đây rồi nè, nó hiện mờ mờ với cái chữ thí an rồi nè, cây dừa rồi, mọi người thấy không? Đó, xong nha, cái mình sẽ đó rồi, rồi bắt đầu mình kéo lại, khi nào cái chữ cuối cùng nó hiện ra, cái chữ thí an nó hiện ra là mình ngưng lại chỗ đó, mình ngưng lại chỗ đó, mình bấm tích vô cái chỗ cái dòng màu xanh này nè, tách đi, tách ra. Có làm video nhưng chia khó. Bây giờ ráng cài lại nha, bây giờ thế làm cho chậm 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 để video để ghi record lại, xong sau đó mọi người sẽ làm lại, rồi có thắc mắc gì nhắn tin cho thấy. Rồi ở đây ha, chỗ này nha, tập trung cao độ nha, chỗ này nó đang ở đây, thì bây giờ mình sẽ bấm cái dấu này. Ừ. À, bấm tới cái chỗ mình bấm cái dấu tích này nè, cái dấu hình thoi có dấu cộng đó, để mình khóa lại một cái điểm. Rồi chưa? Xong mình sẽ chọn chỗ mặt nạ. Mặt nạ. Mặt nạ xong bấm vô cái chỗ này, tách ra. Ừ, không. Tách ra nửa chữ rồi thấy không? Tách ra nửa chữ rồi. Xong rồi bắt tích vô chỗ này. Đó. Rồi bắt đầu kéo tới khoảng 3 giây. Nó đang là ở cái chỗ này là nó nhiêu rồi? Hơn 4. Hơn 4 thì nó hơn 7 là nó sẽ 3 giây. Ngay chỗ này. Bấm thêm một cái dấu tích nữa để cố định lại cái chỗ này. Rồi bắt đầu mới nắm. Nắm cái điểm này. Kéo nó qua bên trái. Cho nó vừa chí mí như vậy thôi. Xong chưa? Rồi tiếp theo nữa. Mình sẽ nắm cái chỗ này nè. Cái chỗ này. Bấm chỗ copy. Copy. Sao chép. Đó. Sao chép. Rồi mới nắm cái chỗ sao chép vừa rồi á. Kéo lại đây. Kéo lại phía trước. À, cho nó đều hai bên. Rồi. Rồi xong. Lít lại cái chỗ màu đỏ này nè. Rồi bấm vô chữ mặt nạ. Bấm vô chỗ mặt nạ tiếp. Rồi bấm lộn ngược. Tại vì mình đang tách ra từ bên phía bên bên trái là cái lộn ngược lại, thì mình bấm chữ lộn ngược nè. Ha. Rồi chưa? Bấm tắt này đi. Chỗ này nha. Rồi bắt đầu mới kéo cái chữ thứ an này qua bên phải. Đó. Rồi mô Phật lại trời cho nó ra đúng như ý. Chứ để quê chết. Tôi đi theo tiếng bước chân, quyền ai phải lấy bóng phật anh chẳng lòng ta từ đêm không trắng.
Làm xong video 30 giây mất hơn 2 tiếng. Những đầu đó, lúc đầu nó sẽ có như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để mọi người hỏi về video. Mọi người hỏi đi. Mọi người hỏi đi, xong rồi chúng ta có thắc mắc gì về sản phẩm em vi sinh thì mọi người đặt câu hỏi để anh Vinh hỗ trợ nha. Thì hôm nay học, nói chung là hôm nay sẽ học thêm cái nâng cao về cái đầu vào của video để làm sao cho ấn tượng. Còn chỉ cần mọi người học cái phần 1 và phần 2 là mọi người đã biết làm video cơ bản rồi. Ha, còn bây giờ video cơ bản và cái chữ ký phía sau luôn là có hai cái phần phía trước rồi. Bây giờ hôm nay thì chỉ cái cách mở đầu đầu video nữa. Và chúng ta sẽ có một tuần, thứ hai tuần sau mình lại gặp nhau. Mình có một tuần và mọi người làm bài tập, có thắc mắc gì đó thì nhắn tin cho mình. Số điện thoại của mình là nha. Và phải nói rằng là mình hello, thí mình ở team nào nhớ giới thiệu nha. Không là mình không có biết đường đâu, tại vì nhiều người nhắn tin lắm. Ví dụ như là mình đang học cái này, mình khó chỗ này. Nhưng mà mọi người phải học cái một và có hai, mọi người không hiểu thì mọi người mới hỏi. Chứ nếu mà đầu vô mà mọi người ai cũng hỏi mà mình thấy phải giải đáp tất cả những nội dung đã dạy rồi ở bài 1 và bài 2 thì không có thời gian nha cả nhà. Đăng bài ở đâu? Trời ơi, đăng bài ở đâu? Đăng bài ở đây. Đâu rồi? Có trên nhóm. Các anh chị nào vào cái nhóm tư vấn của Đông Phương ở bên nhóm Gabo chưa? Chưa thì mọi người vào đi, tại vì tất cả những cái thông tin nó đều nằm ở trên đó. Cái rồi đó. Còn đăng bài ở đâu á thì nó sẽ đăng bài ở thứ nhất là Facebook cá nhân. Thứ hai là fanpage của Men. Mọi người gửi lên giùm thấy cái fanpage luôn, mọi người có chưa? Với lại trên cái group tư vấn bên Gabo của Đông Phương. Rồi NetGo cũng vậy luôn nha. Nói chung cái này làm cái này luôn là mọi người chờ ngày mai thì sẽ có bài tập. Ngày mai thì sẽ gửi cho mọi người cái bài tập về Men và về NetGo trên Facebook của Thí và trên các nhóm tư vấn của Men và của NetGo luôn. Mọi người làm bài tập theo cái đó. Nói chung là theo dõi Facebook của Thí, nhìn thấy cái bài mới nào đó mà Thí bảo là bài tập thì mọi người làm theo. Còn cái bên chỗ NetGo thì mọi người cũng đăng ký trên, đăng lên Facebook cá nhân bên fanpage của Việt Bắc NetGo. Với lại của cái nhóm tư vấn NetGo bên Gabo. Đó. Vậy nha. Không hiểu cái chỗ nào thì lên trên cái nhóm hỏi mọi người ha. Có ekip hỗ trợ mọi người hết. Không biết chỗ đăng bài đồ này kia. Thì nên, trời ơi, dễ thương quá, có bà nội Moon nữa. Bà nội Moon ngồi đàng hoàng học dễ sợ. Con chào cô nha. Rồi, ok, hôm nay mọi người có theo kịp không? Hôm nay hơi khó xíu nha. Hôm nay hơi khó xíu nhưng mà mình phải tăng cái level lên chứ. Thật ra mọi người làm theo từng bước của Thí thì mọi người sẽ rất là sẽ làm được. Cảm thấy mình lên cái là mình rồi xong mình giỏi dữ vậy trời. Đó vậy đó. Nha. Rồi, quay video xong edit hết 2 tiếng hả? Không, mọi người học đi, học lại cái số 1 và số 2 đi. Đã hướng dẫn hết rồi á, không có lâu đâu.
Ví dụ như hồi trước làm một cái video mà mình phải thuộc kịch bản thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian, những người lúc đầu sẽ mất 3 4 tiếng luôn để quay video á. Nhưng mà khi sử dụng công cụ là Fuda camera đó, như hồi nãy thì chị á, là mình nhìn vô trong cái cam là mình đọc luôn, thì chỉ có trong vòng khoảng 15 phút thôi, hoặc là dữ lắm những người mới bắt đầu là mất khoảng 30 tiếng, bởi vì mình làm đi làm lại cho nó mượt ha, cho nó mượt, cho cái thần thái của mình nó nhẹ nhàng đi thì nó hơi mất thời gian. Nếu sau đó mình có cái cách chỉnh dần dần, mọi người chỉnh sẽ quen, mọi người đừng nản nha.